Sức khỏe tâm an, mến chào cô chú cùng anh chị em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách thái hoa chuối trắng giòn theo kiểu truyền thống. Cách thái hoa chuối thì Tâm An cũng chia sẻ bên kênh Việt Nguyễn rồi, nhưng mà làm theo kiểu truyền thống thì mình chưa có làm. Hôm nay mình sẽ thực hiện. Khi mình bào bắp chuối, con dao hai lưỡi nó dễ bị lục lắm. Tâm An chia sẻ cách mài dao hai lưỡi luôn. Ở đây mình có hai cái bắp chuối, 1,5 kg. Bắp chuối này là bắp chuối xứ. Có nhiều bạn nói là bắp chuối hột á, nó ngon hơn. Nhưng mà bắp chuối hột á, nó hiếm, mình mua không có. Giờ mình lột bớt cái phần vỏ bên ngoài á. Cái phần vỏ bên ngoài này nó già. Khi mà mình ăn á, nó dai, nó sẽ không có được ngon. Nên mình sẽ lột bớt ra. Bào bắp chuối thì nó rất đơn giản rồi. Nhưng mà khi mình bào xong, cái bắp chuối nó có trắng và giòn mình để được có lâu không mới là quan trọng. Ngày xưa Tâm An còn ở quê, ở nhà thì bán phở, ở ngoài chợ á, có một cái chị bán rau, chị tên Diệu. Chị bào cái bắp chuối này nè. Mỗi lần Tâm An qua phụ bào bắp chuối á, là chỉ cho vài cục kẹo, mừng lắm. Từ đó thì mới biết cách á, là bào bắp chuối cho nó trắng và nó giòn. Mình lấy một cái thau lớn nè, mình cho một ít nước vô. Để cái bắp chuối của mình khi bào nó không bị đen, anh chị em mình sẽ cho một ít chanh vô. Mình sử dụng cái chanh vàng cũ á, nếu không có thì mình sử dụng cái chanh tươi. Mình sử dụng khoảng một trái thôi là được rồi. Ở đây Tâm An thấy nó còn dư nè, mình cho hết vô luôn. Vắt hết cái chanh mà mình cắt á, mình cho vô thau nước này. Khi bào bắp chuối á, con dao hai lưỡi á, nó dễ bị lục lắm. Lát Tâm An chia sẻ cách mài dao hai lưỡi. Mình mài nó bén cấp tốc luôn. Giờ anh chị em mình khuấy lên để cái phần chanh nó tan đều hết vào trong nước. Như vậy thì mình bào bắp chuối cũng được rồi. Tuy nhiên, mình muốn cái bắp chuối của mình khi bào nó trắng tinh khôi luôn. Mà mình để cũng được lâu nữa thì anh chị em mình sử dụng một ít phèn chua. Cái cục phèn chua này nó lâu tan lắm. Anh chị em mình sẽ khuấy lên ở trong nước như nè. Rồi mình để luôn ở trong nước luôn. Khi nào mình bào bắp chuối xong á, thì mình lấy ra, nó tan có một chút xíu à. Mình sẽ sử dụng con dao hai lưỡi, mình bào từ cái chóp nhọn của cái bắp chuối á, mình bào xuống. Không biết là cô chú anh chị em mình đi chợ có để ý không? Cái chỗ nào mà bán rau muống bào, bắp chuối bào á, lúc nào con dao hai lưỡi á, nó cũng khuyết sâu vô trong hết á. Đó là cách mà người ta làm bén con dao hai lưỡi á, liên tục luôn. Mình bào sâu xuống. Khi nào mình thấy nó đụng cái bông chuối rồi, mình sẽ dừng lại. Giờ mình sẽ cắt bỏ bớt cái phần cuống. Anh chị mình sẽ tách bỏ những cái bông chuối ở bên trong á, mình bỏ đi. Có nhiều bạn nói bào chi cho mất công, ra ngoài chợ mua luôn cho nó tiện. Nhưng mà Tâm An nghe nói á, là cái bắp chuối người ta bào, người ta hay bỏ thuốc tẩy vô lắm, nên cũng sợ. Mình bào bắp chuối ở nhà cho nó an toàn. Mình sẽ xếp chồng những cái miếng bắp chuối á, cái miếng nào nhỏ thì mình xếp ở trong, cái miếng nào lớn á, thì mình sẽ xếp bên ngoài. Mình xếp hết vô luôn. Mình cuộn tròn lại vậy nè, mình bào nó sẽ dễ hơn. Giờ mình tiếp tục bào, mình bào tới đâu á, thì mình nhúng hết xuống nước tới đó. Mình đừng có để bắp chuối nó nổi bên trên. Nó nổi bên trên chút à, đã đen. Cô chú anh chị mình thấy không? Mình bào xong mình cho vô nước liền nè. Cái bắp chuối của mình á, trắng tinh luôn. Khi mà mình bào được một chút á, con dao hai lưỡi nó dễ bị lục lắm. Mình sử dụng cái mũi nhọn của con dao nè, mình cà xuống cái lưỡi dao hai lưỡi. Anh chị mình cà mạnh xuống. Giờ mình sẽ trở ngược lại, mình cũng lấy cái mũi nhọn của con dao á, mình cà vô trong cái lưỡi dao hai lưỡi nè. Mình làm cách này á, con dao hai lưỡi nó rất là bén, nó bén cấp tốc luôn. Nên những cái chỗ bán bắp chuối bào, rau muống bào á, cái lưỡi dao hai lưỡi nó khuyết sâu vô, tại người ta mài liên tục luôn.
Giờ tao mang bao tiếp nè, cô chú anh chị em mình thấy không? Cái lưỡi dao hai lưỡi á, giờ nó bén quá chừng luôn, bào rất là nhanh. Cái chuối nó cứng vậy nè, mà nó vẫn đi ngọt ngọt luôn á. Bắp chuối mình bào xong rồi, mình ngâm ở trong cái nước phèn chua này với chanh đó, khoảng 5 phút rồi mình hẳn vớt ra. Giờ mình lấy luôn cái cục phèn chua nè, mình bỏ ra ngoài. Anh chị mình thấy á, cái cục phèn chua nó đâu có tan gì đâu, nó còn y thinh nè. Mình ngâm bắp chuối trong nước phèn chua được 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Nếu mà anh chị mình dùng liền á, thì mình sẽ rửa lại 2-3 lần nước nữa, cho cái bắp chuối này nó thật là sạch. Giờ Tâm An rửa thêm 2 lần nước nữa cho nó sạch nha. Còn nếu mà mình chưa có dùng á, thì mình vớt ra mình để cho nó ráo, rồi mình sẽ cho nó vô một cái bao, mình bảo quản trong tủ lạnh. Khi nào mình dùng á, thì mình sẽ lấy ra mình rửa sạch lại. Những cái bắp chuối mà mình mua ngoài chợ, khi mình đem về thì mình cũng phải rửa sạch lại. Do ở ngoài chợ á, khi họ bào xong, ở trong cái nước phèn chua với chanh á, thì họ cũng vớt ra thôi, chứ không có rửa lại. Nếu mình rửa sạch cái nước chanh với phèn chua rồi á, mình cho vào tủ lạnh á, mình bảo quản thì nó sẽ không có được lâu. Anh chị mình để nguyên cái nước chanh với phèn chua thì mình để được 1 tuần hoặc là 10 ngày luôn. Cái bắp chuối của mình nó cũng không có bị đen. Cô chú anh chị mình thấy cái bắp chuối nè, trắng tinh luôn. Nhưng mà Tâm An nghĩ là mình nên rửa sạch rồi mình cho vào tủ lạnh mình bảo quản á, thì nó sẽ an toàn tốt hơn. Do một cái lượng bắp chuối nhỏ này mình cũng sử dụng nhanh mà, cũng không cần phải bảo quản quá lâu. Trắng như bông bưởi luôn, thích ghê chưa? Và video hôm nay Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.